Khổ Tận Cam Lai, tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, Nam Mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, được trời Phật thương tình mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu. Hoan hỷ chào đón quý thính chủ tuổi Ất Hợi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, Nam Mạng là một trong những con giáp có vận trình hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Ất Hợi hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, làm sao để thay đen đổi đỏ thì ngay sau đây xin mời quý thính chủ tuổi Ất Hợi, Nam Mạng cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995 là 30 tuổi âm lịch và 29 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, xem tử vi Ất Hợi 2024, Nam Mạng cho biết thiên can của tuổi là Ất, thuộc hành mộc, gặp năm có thiên can giáp, cũng có ngũ hành thuộc mộc, là chủ về bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc ở mức bình thường. Phương diện tiền bạc, tài chính kiếm ra được nhiều và chi tiêu cũng nhiều. Xét về ngũ hành của thiên can có, thiên can dương mộc của năm 2024 gặp thiên can âm mộc của tuổi chủ mệnh, thể hiện ý nghĩa về năm này có sự tính toán, xuất hành đi lại hanh thông cát lợi và công việc nhận được hậu thuẫn từ người thân. Xét về địa chi, người tuổi này địa chi Hợi, gặp năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ chủ về bình hòa. Xem tử vi 1995 năm 2024, Nam Mạng cho thấy công việc của chủ mệnh tuổi Ất Hợi không đổi mới nhiều. Nếu chủ mệnh tiến hành thay đổi nào cũng dễ phải tiêu pha tiền bạc và thậm chí khó có thể thu hồi lại được nguồn vốn. Bên cạnh đó, khi xét ngũ hành địa chi tuổi Ất Hợi là Thủy, gặp địa chi của năm Thìn là Thổ, tương ứng với mối quan hệ xung khắc nên sức khỏe người tuổi này và thành viên gia đạo không tốt, cẩn thận chuyện buồn. Xét về ngũ hành, nam tuổi Ất Hợi, bản mệnh ngũ hành thuộc Hỏa, gặp ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn 2024, thể hiện về quan hệ tương hợp, tốt. Tử vi tuổi Hợi 1995 năm 2024, Nam Mạng dự đoán, đây là năm công việc kinh doanh của người bản mệnh Hỏa có sự mở mang, cũng như hùn hạp, liên kết với người khác được lợi. Đó thường là anh em, bạn bè hoặc người thân trong nhà, nếu dự định hay đã lên kế hoạch cho công việc gì năm này chủ về thuận lợi và có thể tiến hành. Sức khỏe của chủ mệnh năm này tốt, tiền bạc kiếm được nhiều vào giữa năm, cuối năm không thuận bằng. Xét về cung phi, luận tử vi tuổi Ất Hợi năm 2024, Nam Mạng cho hay, cung phi tuổi này là Khôn, ngũ hành thuộc Thổ, gặp năm 2024 là năm Giáp Thìn, cung phi chấn, ngũ hành thuộc mộc, tương ứng sinh ra khí họa hại. Cuộc sống của chủ mệnh trong năm 2024 không mấy thuận, khó gặp may mắn và đề phòng về chuyện thị phi. Vì ngũ hành cung phi năm mộc khắc nhập với ngũ hành cung phi của tuổi này, cho nên sự thay đổi công việc trong năm chủ về không mấy thuận lợi. Bản thân phải tự vận động và không có hỗ trợ từ người thân. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa. Điều đáng tiếc là trong năm nay, mọi việc không có dấu hiệu tích cực, sức khỏe không được tốt đẹp và có thể dễ dàng mắc các bệnh đau ốm. Đồng thời, mọi việc trong gia đình cũng không diễn ra như mong muốn. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy, vận khí của Nam Mạng Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm 2024 có nhiều điểm sáng, cả về mặt công danh, sự nghiệp và tài chính.
Bản mệnh có một năm làm ăn tốt lành, đánh đâu thắng đó. Vận quý nhân vượng còn mang lại cho con giáp này nhiều sự hậu thuẫn kịp thời mỗi khi cần, nhờ đó đường thăng tiến càng thêm mở rộng. Tuy nhiên, tâm tư tình cảm có nhiều xáo trộn nên tự mình tháo gỡ để không ảnh hưởng tới cuộc sống. Phương diện sức khỏe cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Sao chiếu mệnh, sao thủy diệu. Năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nam tuổi Ất Hợi gặp sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu chiếu, nam mạng Ất Hợi gặp may mắn về tiền bạc và không ít tin vui về tình cảm, trong gia đình có hỷ tín. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Mưu sự lớn nên tránh thời điểm 2 tháng này để đề phòng xui xẻo. Ngoài ra cần lưu ý, đương số cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp trở ngại, tai họa bất ngờ ập tới. Vận hạn, hạn ngủ mộ. Năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nam tuổi Ất Hợi gặp hạn ngũ mộ. Nam mạng Ất Hợi gặp hạn này, dễ bị hao tổn về tiền bạc, bất an về tinh thần. Bản mệnh không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Vận niên năm 2024. Trong năm Giáp Thìn, tuổi Ất Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa. Vận son đỏ, trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, kết quả vượt xa tầm mong đợi. Ất Hợi, sinh năm 1995, hay còn gọi là Thủ Thần Chi Cầu, bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý bạn nam tuổi Ất Hợi tương đối lạc quan. Cát tinh chiếu mạng nên gặp được nhiều may mắn về sự nghiệp, tài chính. Đặc biệt, những người làm kinh doanh buôn bán càng dễ gặp may mắn, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, nên thận trọng khi hợp tác kẻo tin lầm người mà mất tiền mất của. Bản mệnh còn đón tin vui về phương diện tình cảm, gia đình có hỷ tín. Xét về phương diện sự nghiệp, cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024. Nam tuổi Ất Hợi, trong năm 2024, sự nghiệp phát triển khá tốt, công việc, sự nghiệp có nhị hợp phù trợ, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn không có gì đáng lo ngại, khi quý nhân xuất hiện đúng lúc dẫn đường đi, nước bước cho bạn có được sự may mắn hơn người. Bạn còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những công việc phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân mình. Ngoài ra, dưới sự ảnh hưởng của các cát tinh, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán và các bạn càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Người kinh doanh buôn bán, vận trình có được chuyển biến mạnh mẽ, lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng tiến, bản mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ. Đặc biệt là quý bạn nam tuổi Ất Hợi trong năm này sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp, có nhiều cơ hội tốt để phát triển về sự nghiệp hoặc thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, các bạn cũng nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Quý bạn nam tuổi Ất Hợi, trong năm này dù có vận số trong năm tốt, nhưng bạn không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, đang còn trẻ tuổi, cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Xét về phương diện tài lộc, cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với quý bạn nam tuổi Ất Hợi, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình tài lộc cực kỳ tốt, công việc tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu các bạn tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nên các bạn có được nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí có thể nhận được phong bao lì xì hoặc là quà tặng từ cấp trên, công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của các bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Các bạn sẽ có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt, một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập của mình. Với quý bạn nam tuổi Ất Hợi trong năm này có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thứ tài.
Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho các bạn có được những cách kiếm tiền rất tốt, cũng giúp cho các bạn tích lũy được về tiền bạc, của cải. Ngoài ra, các khoản thu chi cân đối và cũng giúp cho các bạn đã có được một khoản tích lũy để đảm bảo cho những biến cố của cuộc sống. Có thể thấy trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý bạn nam tuổi Ất Hợi có công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Tuy nhiên, quý bạn nam tuổi Ất Hợi trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ, nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm, cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý bạn nam tuổi Ất Hợi có nhiều sự khởi sắc đáng kể. Mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực, người độc thân đào hoa vượng, dễ dàng tìm được ý chung nhân. Có điều cần lưu ý, bạn nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình kẻo phải khổ tâm liên miên. Năm này các bạn gặp được ngũ hành tương sinh giúp ích nhiều cho con đường tình duyên, người độc thân nên chủ động hơn trong các mối quan hệ, kiên trì hơn khi theo đuổi người khác phái, nếu đã có tình cảm thì nên xác định nghiêm túc, đừng chỉ hời hợt qua đường. Nếu bạn đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui khi đón thêm thành viên mới, cũng nhờ vậy quan hệ giữa hai vợ chồng bạn ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe, cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024. Về phương diện sức khỏe cho thấy, quý bạn nam tuổi Ất Hợi tuy không gặp vấn đề nào quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng khó tránh tình trạng ốm vặt. Bản mệnh nên cân bằng công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tình trạng lao lực. Quá trình tham gia giao thông cũng phải cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu, coi thường luật lệ kẻo dễ gây tai nạn, gây tổn hại đến sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, vì vậy các bạn nên biết cách duy trì sức khỏe tốt để yên tâm phấn đấu cho công việc, sự nghiệp của mình. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý bạn nam tuổi Ất Hợi xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho nam tuổi Ất Hợi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho nam tuổi Ất Hợi, xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn, xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Ất Hợi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công,
thì vía mà các bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Hợi, Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024 gồm các tuổi sau. Tuổi Canh Tý, sinh năm 2020, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Mão, sinh năm 2011, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục phá, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 2018, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu không? Tam tai 2024. Tam tai năm 2024, nam tuổi Ất Hợi phạm tam tai vào các năm Kỷ, Ngọ, Mùi. Như vậy, năm này là năm Thìn cho nên quý bạn sẽ không phạm đại kỵ tam tai, tốt. Chỉ cần bạn chú tâm vào công việc hiện tại hoặc có thể mở mang thêm thì tiền bạc chảy về túi ầm ầm. Kim lâu 2024. Nam tuổi Ất Hợi phạm kim lâu thê, nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ, chồng. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ, chồng thì không sợ kim lâu thê. Hoàng ốc 2024. Nam tuổi Ất Hợi phạm hoàng ốc, tam địa sát, không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Tam địa sát là một cung xấu trong 6 cung của hoàng ốc. Nếu như gặp phải tam địa sát thì không nên xây nhà vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vặt, khó khỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngũ mộ và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với nam tuổi Ất Hợi. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngũ mộ đối với quý bạn nam tuổi Ất Hợi trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng, đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng giả, kém chất lượng, nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại, tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh,
sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thủy Diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao Thủy Diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Thủy Diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, điều mà bạn quan tâm nhất lúc này là khai vận năm mới của mình để có một năm đầu xuôi đuôi lọt, gặp hung hóa cát cũng như có quý nhân phù trợ. Tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn gặp được tháng có ngũ hành Dần Hợi nhị hợp trợ mệnh, được dự báo vận trình tuổi Ất Hợi tương đối lạc quan. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều khởi sắc. Một tháng cát lợi, quan hệ xã giao hài hòa, giúp bản thân thu nhiều lợi ích khi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ, đồng hành. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tháng 2 âm lịch của người tuổi Ất Hợi có thể coi là đại cát, được tam hợp trợ mệnh, chính quan lại tương sinh, vận trình của tuổi này cát càng thêm cát, phẩm chất thanh cao, liên kết được đám đông, được mọi người ngưỡng mộ, dễ được đề bạt, trong công việc và tiền bạc đều có sự giúp đỡ mà tăng chức, tăng lương. Màu sắc may mắn là xám bạc, hồng. Hướng may mắn là đông nam. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận thế của nam tuổi Ất Hợi bán hung bán cát, bạn càng cần tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Điều mà bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là hạn chế những suy nghĩ ảo tưởng, không phù hợp với thực tế. Bạn cần biết mình đang đứng ở đâu, điểm mạnh của mình là gì để xây dựng những kế hoạch phát triển phù hợp với bản thân. Bạn không nên chạy theo bước chân của người này, người khác hoặc nghe theo lời dụ dỗ của những người ngoài để làm những việc không trong sáng. Dù sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi tới mấy, thì bản mệnh cũng không tránh khỏi những lúc vướng vào khó khăn. Phương diện tình cảm nhìn chung là ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để có thể nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Hướng tốt hướng đông nam. Màu may mắn hồng, xanh. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi nam mạng trong tháng này cần đề phòng kẻ xấu rình rập, có thể vì những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân làm cho kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, hãy cẩn trọng đừng tin người khác quá dễ dàng. Trong mối quan hệ, bạn trở nên quá cố chấp với những quan điểm của mình, đặc biệt là với các cặp vợ chồng. Bạn nên dành thời gian để lắng nghe ý kiến cảm nhận của người ấy nhiều hơn, đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc. Màu may mắn, màu xanh lục, màu đen. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tháng này bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm người có được, bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn có thể gặt hái thành công và khẳng định vị thế của mình. Được quý nhân chiếu cố dẫn đường chỉ lối, giúp nam mệnh tuổi Ất Hợi làm điều gì cũng thuận lợi. Với người làm ăn kinh doanh, bạn ý thức được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc. Đối thủ cạnh tranh cũng không làm cho bạn chùn bước, mà ngược lại bạn càng cảm thấy tự tin vào năng lực, ý chí phấn đấu hơn. Hướng tốt trong tháng, hướng đông nam. Màu may mắn, hồng, xám. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay thực hiện hóa các kế hoạch, dự án. Các bạn nên tiến hành chậm mà chắc, vừa làm vừa thay đổi,
điều chỉnh, rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó, bạn hãy luôn dành thời gian để lắng nghe thêm lời gợi ý của mọi người. Chuyện tình cảm khá êm đềm. Khi vợ chồng có mâu thuẫn tranh cãi với nhau, dù có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn có thể bình tĩnh để nói chuyện, trao đổi và tìm cách xử lý. Những cặp đôi thậm chí hai bạn có thể đón tin vui về thành viên mới trong gia đình. Hướng tốt, Đông Nam. Màu may mắn, xám, hồng. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tháng 7 âm lịch có điềm báo, một vài khó khăn sẽ xảy đến với người nam tuổi Ất Hợi, đòi hỏi bạn phải kiên trì, quyết tâm, không bỏ cuộc giữa chừng thì vẫn đạt được kết quả. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Đây là tháng cô hồn, quý bạn tuổi Ất Hợi dễ bị quỷ ma quấy phá, tình cảm có một vài trục trặc khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một vấn đề nào đó. Bạn cần chú ý trong lời nói, nói năng, hành sự, đừng để cảm xúc bột phát trong lúc nóng giận, khiến mối quan hệ giữa hai người bị tổn thương. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây. Màu may mắn, vàng, đen. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Bước sang tháng 8 âm lịch, các mối quan hệ xã giao phát triển tốt, quý bạn nam tuổi Ất Hợi độc thân. Nhanh chóng làm quen với nhiều đối tượng triển vọng trong quá trình giao lưu, trò chuyện, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu có kế hoạch hơn nên có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Và bạn có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, giúp đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lục. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tháng này, quý bạn nam tuổi Ất Hợi gặp nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân. Thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng là bước ngoặt trên con đường thăng quan, tiến chức của bản mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, bạn làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút trong công việc, nhưng bạn sẽ được trả công xứng đáng khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực. Hướng tốt trong tháng là hướng chính Bắc. Màu may mắn, đen, vàng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Tình hình tài chính của quý bạn nam tuổi Ất Hợi có sự gia tăng đáng kể trong tháng 10 này bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường và sẵn sàng là người đi tiên phong, dù gặp chút khó khăn nhưng kết quả thu lại rất đáng tự hào. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng sẽ nhận được các khoản thưởng nóng. Tuy nhiên, dù trong tháng có được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, làm tiểu nhân thấy chướng tai, gai mắt mà gây họa. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông Nam. Màu may mắn, đỏ, xanh lục. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Nếu có tình cảm với ai, bản mệnh nên chủ động bày tỏ với người đó, đừng chần chừ do dự quá lâu. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp phát triển ổn định, bạn khá vất vả vào những tháng cuối năm, đổi lại bạn nhìn thấy được thành quả của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, tìm hướng đi mới cho tương lai, hứa hẹn đưa cả tập thể, công ty cùng đi lên, lớn mạnh hơn nữa. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông Bắc. Màu may mắn, bạc, màu đen. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Về phương diện tài lộc của quý bạn nam tuổi Ất Hợi phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, bạn đã đón được xu thế của thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, vì vậy bạn đạt được những thành tích đáng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức tăng lương, những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được ghi nhận và đánh giá cao, đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực, khi người độc thân gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp thêm trân trọng nửa kia của mình hơn. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông. Màu sắc may mắn, hồng, xám. Khép lại một năm đầy may mắn cho quý bạn nam tuổi Ất Hợi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công,
và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.